Mới đây, Bộ Công Thương đã khởi động chiến dịch giờ trái đất tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Sự kiện đã thu hút 3.000 sinh viên, tình nguyện viên, các nhóm hội, câu lạc bộ tham gia. Bộ Công Thương cho biết, đây là năm thứ 8 Việt Nam tham gia hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất toàn cầu. Mọi cá nhân và tổ chức tại Việt Nam đều có thể ủng hộ giờ trái đất bằng nhiều hình thức đơn giản như tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết, tiết kiệm nước, trồng thêm cây xanh hoặc tổ chức các hoạt động ủng hộ nhằm đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu. Sau lễ khởi động, các hoạt động hưởng ứng giờ trái đất 2016 sẽ tổ chức trong suốt tháng 3 trên cả nước. Nghi thức tắt đèn sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 19 tháng 3 tại Quảng trường Cách mạng tháng 8, Hà Nội.